Hồi đó thì ông biết là mình ở nhà quê mình ở Sài Gòn, rồi mà gặp được mấy bà Việt Kiều mình thấy hồ chứ mà đi gặp thì gặp nó thiệt đó mình. Hồi xưa mà ông nhớ để coi, tôi lên Sài Gòn năm 92, bắt đầu năm 95 nó mới mở cửa. Mở cửa thì mấy bà Việt Kiều mới về, thì mấy bà mới dẫn cái bà này thì về. Hồi đó mà quen được một hai Việt Kiều là mừng dữ lắm, mừng coi như là mình bắt được vàng đó. Kinh vậy đó hả? Tại hồi đó đâu có biết ai rước vàng, mà hồi đó ông nhớ rằng sô cô la mà đựng được dĩa sô cô la là mình gần chết rồi. Nó có bán mà, ở Việt Nam có bán. Hồi đó làm gì có bao nhiêu, ông nhớ là 95 Mỹ với Việt Nam mới ban giao mới mở cửa, ông nhớ không? Thì tôi về Sài Gòn năm 92 thì làm sao có bán được bao nhiêu. Rồi mấy Phật tử nước ngoài năm 95 bắt đầu mở cửa, mấy bạn mới tự do tung tăng về. Thứ nhất là xài được xà phòng, xà bông á. Thứ hai là mấy cái chai mà cạo đầu á. Hồi đó thầy cứ nghĩ là mấy chai đó nó có thần lực gì đó, rồi cạo rồi cái sức sức nó mát mừng lắm. Thứ ba đó là sô cô la. Thời những năm đó còn nghèo đói thấy mồ mà ăn được sô cô la thầy chùa ăn chay, mà ăn được sô cô la ai cũng nói ở này bổ lắm, thầy ăn mà ông mừng lắm. À, tới giờ này ông đổ tôi dám ăn vậy nó ngược lại thì ăn nó béo. Rồi cả nhà đồ cũng nghe thì thật sự ra bây giờ bởi vậy hồi sáng trời muốn khóc khóc trước khi giảng. Hôm nay trời định tìm mấy cô này rồi, tại mình suy nghĩ tại sao hồi xưa mình từ thời mình Sài Gòn cho tới mình có chùa ở quê, cho tới qua bên đây mình ăn nhờ ở đậu, thì mấy bà mấy cậu cũng tới thăm, nhưng mà ăn nhờ ở đậu tới thăm thì tới thăm rồi đi chứ chùa người ta đâu có ở được. Nhưng mà tại sao mình còn như vậy, huống gì bây giờ mình có nhà có cửa. Thật ra hôm nay thật sự tôi cũng muốn đi tìm, thứ nhất là sư bà linh cảm, sư bà nay 94 tuổi tuổi ngọ. Sư bà biết rằng hồi năm sư bà mới 80, năm 81 của sư bà đó tôi là bà lễ chúc thọ, chúc thọ tại chùa. Thì năm 79-80 thì mấy Phật tử này mới giới thiệu sư bà, thì gọi tới sư bà là tại vì lớn tuổi quá, nhưng mà sư bà đi tu thì trễ, đúng ra thì mình kính nể vừa đời vừa đạo. Mà sư bà hiền thật sự là về 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 đến đó một cái mẫu người là hiền, mẫu người là hiền. Thì đến nói về quá khứ thì sư bà ngày xưa thì hồi đời mà thì cũng có giống như là sư bà có sắc, hồi đời có sắc cho nên mới 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 có chồng Mỹ. Em nói tôi nói vậy em hiểu rồi chứ mình không có nói với cái xấu của ta. Nhờ vậy thì mấy đứa con lai thì bà mới qua được tới đây. Thì mà thật sự qua tới đây thì theo sư ông Linh Sơn á là sông Nguyên Vi tu, thì cái chuyện đó mình rất là trân trọng và tôi rất là hiền. Mỗi lần sư bà về Việt Nam thì sư bà đi nhiều nơi lắm, nhưng mà cuối cùng thì giống như sư bà lại chấm điểm đằng này. Mà dầu là đằng này á, ngang tàn, tánh là ngang tàn từ nhỏ chứ không phải bây giờ mới ngang tàn, trong khi mấy ông khác thì lại vuốt ve. Thì ngược lại có mấy bà thì trong bên đó có bà sư bà Đồng Tâm. Sư bà Đồng Tâm mình đã trời hỏi là chết trong rồi rồi. Sư bà Đồng Tâm thì ào 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 giống như thiện tài, nhưng mà ngược lại ào ào giống như thiện tài thì lại không như ông thiện tài. Ba bà là hai phước que. Còn ngược lại sư bà này á rất là hiền. Hỏi sư bà ông nếu mà sư bà qua được á thì ông nói chuyện nhỏ xíu à. Giống ngược lại giống như sư bà Huệ Trâm má của Bích á, thì lại ào ào chứ bò lại phái vuốt ve. Còn hiện tại là bà thương, nhưng bà không có thương nhiều mà mấy ông thầy mà vuốt ve bà biết không. Còn ngược lại sư bà linh cảm này á, nếu mà bà nói chuyện mà ông không lắng tai ông nghe đó, Vậy không nghe nữa. không nghe ông nói chuyện rất là nhẹ nhàng ngọt ngào, cứ như là sư bà nói chuyện một dân tiểu thơ hồi xưa mà, tiểu thơ trước khi hồi thời xa xưa cho tới thời đi tu mà, hồi thời trước khi mà cái chồng Mỹ là nhớ là gia đình bà là thuộc loại điền chủ ngày xưa, nó mới bắt đầu mới lên Sài Gòn học học bắt đầu mới có chồng Mỹ, ông hiểu không? Rồi bây giờ trở lại thì nó đời nó tréo ngoe hai thứ gì đó, cái người mà ào ào theo lẽ nó khớp vô ào ào thì nó mới là đúng tuồng để hát, cái ngược lại đâu ha. Với bà này thì lại thương là này,
Cái đó thì, ý thì bà Linh Cảo nói á, nhớ cái lời bà nói lại cho mọi người, cái tính ông Tài ào ào chứ mà ông không có hoa, không có điêu hoa. Yeah. Ông có sao ông nói vậy, ông cũng không có nhờ, gọi là xưng xỏ nhờ nhỏi như kiểu mấy ông kia nó vuốt là chết đó, nó vuốt là trân mình chứ nó ý bà nói thẳng vậy đó. Cho nên sư bà Linh Cảo này thì hết lòng cái đằng này. Còn sư bà Đồng Tâm thì hết lòng với cái ông nội thầy kia nó vuốt cái kìa. Thôi giờ thầy nào tôi không nói. Chứ đâu còn nhiều cái nhóm mấy bà này lắm, mấy bà mà rồi là nửa đời đi tu thì nhiều lắm. Nhưng mà rốt cuộc người ta chống sư bà Linh Cảo đây. Cho tới năm 79 sư bà biết là sư bà ngược lại, sư bà lại lo cho đằng này. Cho nên năm 81 tuổi thì nó kéo dài tới năm 81 tuổi đằng này làm cái lễ chúc thọ sư bà tại chùa hồi xưa tôi ở đó. Thì năm đó sư bà về sư bà chỉnh tế và đồng thời là sư bà phát chỉnh tế, vừa chỉnh tế cho người chết và vừa phát quà cho người sống á. Đồng thời sư bà đó in mấy cái tượng một tấc Quan Âm mà khừng ba tấc kìa nè, mà bằng sứ luôn để cho nhà quê người ta thờ mấy trăm tượng nữa đó. Nó làm những cái chuyện vậy thì cũng tội. Ngày qua tháng lại nó kéo dài, nó kéo dài tới năm 86 tuổi. Năm 84 tuổi, 82, 81, 82, 34. 84 tuổi sư bà thì đằng này lại đi. 82 là còn gặp chiến nữa, nhưng mà nó không có rần rộ bằng năm 81. Cho tới sư bà không về được thì năm 83, 84 tuổi tôi qua bên đây tôi có điện với sư bà. Thì trân trọng lắm. Thì hồi đó có in cuốn sách, rồi là có viết cuốn sách in thì cũng gửi với sư bà. Nhưng mà chưa có dịp gặp là bắt đầu nó sóng dồn gió dập, thì bắt đầu nó 8 năm qua thì thôi thì đâu có liên lạc làm chi. Phải chi mà mình được cái gì mà gọi là nó tốt đẹp á thì mình còn dám đi gặp mặt người ta. Ông thấy còn là này sóng dồ gió dập, nhưng mà ngược lại so với sư bà này sư bà kia thì nói chứ là mình nghĩ cũng tội nghiệp hai bà. Bà kia thì bà thích cái ông thầy ông vuốt ve, mà ông thầy vuốt ve thì càng ngày ông càng nổi tiếng, ông càng gọi là được người ta yêu kiều diễm lệ. Mỗi lần mà ông qua đây mà cái sư bà kia mà đi gây quỷ cho ông đó mấy chục ngàn đô la, mấy chục ngàn đô la để hốt tiền về, rồi có khi bao cả cái chiếc máy bay cho cán bộ lớn đi qua Ấn Độ, rồi cái nghĩa là dư tiền, người ta có phước mà. Còn ngược lại tôi thì thân sơ thác sở đất Mỹ này, cho nên ông nghĩ tôi dám gặp mặt ai? Ông nghĩ tôi còn thẹn với lòng mình dám gặp mặt ai đó, mình nói thật à. Gặp mặt mà người ta chỉ cho mặt, nó sao ông quậy quá, dám gặp không? Thì đó nó kéo dài như vậy thì coi như là 10 năm. Thì năm nay thì bà 94 tuổi. Còn cái bà vào hồi nãy hỏi thì bà chết năm rồi. Nói ra thì 10 năm thật sự tôi rất là nhớ, mình nhớ lắm. Bởi vì cái tình nghĩa mà làm sao không nhớ được. Nhưng mà mình mới có nhà 2 năm nay thôi. 2 năm nay thì lo cũng có xây dựng này kia nói, chứ cũng nhớ chứ cũng chưa có phải mà đầy đủ mà để mình đi dư giả và để mình có tiền đi thăm người ta. Ông nghĩ Mỹ mà ông suy nghĩ Việt Nam có gì cần đi xe đò sẽ bớt được, chứ bây giờ bên nay từ đây qua Ohio sao tôi đi, mà tôi than thở với ai, mà đi qua biết người ta có tiếp mình không. Ví dụ suy nghĩ vậy rồi bây giờ đi ở đâu đó, ông thấy nó rắc rối, tôi đủ thứ nó tâm tư. Bởi vì tôi nói cái câu hồi xưa cụ Diễn Châu ông viết qua hỏi ông, nói là nặng trĩu tâm tư làm thân diễn xứ, hay là đất khách bơ vơ lạ bốn bề, cái câu đó. Mà tôi thì cứ nghĩ là chắc sư bà không còn, tại vì chín mấy rồi, ai ngờ đâu thì sáng nay cô Phật tử này có mấy tiền mà tôi biết cô này thì còn. Nhưng mà cô này thì có cái tật là bà quậy dữ lắm. Hồi xưa qua Việt Nam là bà làm trận làm thượng coi như là ta đi Việt Kiều mà. Mà khuyên cổ thì cổ không nghe, mà ông thầy nào vuốt ve với cổ thì coi như là cổ sống chết. Còn mình thì thôi coi như là không vuốt ve là cứ gây lộn tối ngày. Về thì ở chùa tôi đó, nhưng mà không có ngày nào gây lộn hết á. Là tại vì
ban tối thì cổ thích mình ngủ, ban ngày thì cổ ngủ mình thích, mà nửa đêm nữa hơn mà cứ ba la ông sầm đà đất kiểu chịu nổi giống Việt Kiều mà. Hôm nay cũng muốn đi tìm, nói ngay cũng nói sao thấy cũng nghĩ Phật tử thì cũng muốn đi tìm nghĩ tình nghĩa đó. Chứ hồi xưa cô biết tôi, hồi tôi nhớ kỹ là hồi năm cô mới 57 tuổi à. Cô biết tôi hồi năm cô 57 tuổi, mà năm nay cô sinh năm 1948 là 77 tuổi rồi, là mấy chục năm. Tôi nhớ rất rõ là cô nói là mấy cái 75. Dạ yeah. 48 mấy cái 75 là mấy chục năm rồi. Vâng, 48 là mấy 75 tuổi. Nhớ là rất rõ là cô nói là con 57 tuổi. Mà nhớ rất rõ là cô nói câu là thầy nào coi đó, nếu 57 tuổi con không chết thì 65 tuổi con chết. Tôi mới nói cho tôi nói cái tướng của nó như vôi vậy đó. Cô mà thiệt cô 70 tuổi cũng không nhầm gì, mà cô nói thầy không biết gì mà thầy cãi mấy ông thầy nó dối lắm. Coi con bắt đầu bà cãi thầy 57 tuổi chết, 57 chết là 65 chết, thầy có cãi. Tôi nói tướng cô như vôi là mấy ông tuổi trời dạ không chết thì 75 tuổi không thấy không. Mà hồi đó cãi tôi vậy đó. Tôi nói bởi vì đi coi mấy ông thầy tướng, tôi biết cái tướng không có chết mà mình thì không có chuyên cái gì đó, mà bà cãi bà chửi sáng 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 thôi, nói tiếng chửi hơi nặng. Thầy không biết gì trên, thầy mới tu, thầy biết ông thầy coi con này 57 tuổi chết rồi, 57 không chết là 65 cũng chết rồi, mà ông hai cãi cho mình được. Nói là năm nay là sinh năm 48 mới bóp vé thời cho qua đó. Cái kỳ này qua rồi tôi nhắc cho ông nghe. Thì vậy có nhiều đó mà hai thầy trò cãi hoài. Thì cậu nói vậy đụng đến tự ái mình. Cứ nói thầy không biết gì trên, người ta biết, ta coi vậy đó, tự ái. Đúng rồi, đi con nói thầy rồi. Mình không biết cái gì đó. Thầy kia nói thầy biết là chết chắc, chết chắc. Nên năm nay 75 mà chưa dạ, chết á. 75. 75 cho thật sự là 76 đó, tụi ta. Dạ, tụi ta. Còn cái giọng đấy bà còn khỏe lắm. Không phải đây á, từ nãy đi vô tre. Cái giọng khỏe. Để đi vô tre, tôi nói bà này 90 không chết. Tôi nói thẳng vào đó, tôi nói cọt ăn cô cũng không chết, đừng nói mà 65. Đó rồi tôi cũng nói là nếu mà 65 mà chết đó, hay cô 65 mà cô chết đó là phải cúng dữ lắm á. Bởi vì 65 chết trúng cái cung tốn á. Cung tốn là 3 năm là hai quan tài đến xui dữ lắm á. Cô mà cô chết 65 tuổi là tôi không có dám thờ cô ở chùa tôi nha. Mà nói không, bác sĩ, thầy nào coi rồi. Bởi vì coi, 75 tuổi chưa chết. Đây là tôi mới nói nghe thì có bất hạnh vậy nè. Bởi vậy giờ tôi nói thẳng là tôi nói cái gia môn bất hạnh. Thầy nói chuyện này kỳ lắm hay. Cái không, duyên tư của bà không có xấu, không có nói chuyện xấu. Bởi tôi nói cái duyên nghiệp chứ thật, tôi không nói xấu. Nó dính tới cái đạo. Dạ. Nó dính tới cái đạo dù có ngày có giờ nè. Thì ông chồng có là ông chồng Mỹ, thì dĩ nhiên là trên đời này ông nhớ mà ở Mỹ hải ngoại mà, thì coi như hai người không còn là vợ chồng nhau nữa, nhưng mà cái tài sản là của hai thằng con, không có vợ khác, nhưng mà phải có trách nhiệm với hai thằng con. Có hai thằng con trai, thằng con trai cổ nó mập, mà cái năm đó mà nó về nước mà cái xe ôm á, cái xe thồ á chở không được. Nó bự vậy, có một thằng nó bự như vậy đó, bởi vì nó lên nhổng cái đầu xe chạy không được. Nên là buộc lòng đi đâu cũng phải đi bằng xe bốn chỗ ngồi hết. Mà bốn chỗ ngồi là nó phải ngồi yên sau đó, chứ yên trước nó nịch cũng không đủ nữa. Tôi nói được những cái ý, nói là bây giờ nói cái sách lên chứng để cổ qua, rồi ông hỏi cái thầy tài có nói dối không nha. Rồi bây giờ trở lại. Người đang kể tới đâu rồi quên rồi, tới vụ thằng con, tới vụ cổ. Không chết. Vợ. Tới thằng con, ông chồng. Yeah. Ông chồng ông cũng ghi tôi nghiệp, ông nói mẹ mày giàu gì cũng là sanh cho tao, cho sanh hai đứa bay. Cho nên tao sẽ cho gia tài cho mẹ mày một số. Nhưng mà mẹ mày phải kệ cận tao trước lúc chết. Để mà bằng chứng là vợ chứ vì lý dị rồi. Thì nói ra cái tôi rủa nữa, tôi mang cái tội nữa. Nói thương cổ mà mới tội nghiệp. Cổ thì cổ thiệt tình, tối ngày á, mấy bà thầy chùa, cô này thì dính tới mấy bà thầy chùa.
cứ tối ngày cứ kêu, cứ hết bà thầy chùa này tới bà thầy chùa cứ nhờ chở đi, bà này làm răng, bà kia làm móng, bà nọ, cái bà cứ tối ngày chùa không. Ví dụ vụ cổ thì bị gì cổ ấy, có mình là hai thằng con nó cũng tự làm, nó sống Mỹ mà, con Mỹ mà, chồng thì có vợ khác. Ông chồng ông mới điện thoại ông nói, Phi Hằng đó, tao sắp chết rồi, mày mau về đây trước mặt luật sư của tao để làm giấy, tao cho mày một số. Ông kêu rõ ràng nghe, kêu. Mà thay giờ ông nghĩ coi đó, đáp ông nói rồi, tao sắp chết rồi, mày mau mày về đây thì thôi, thì nghe nói vậy thì xách xe về đi không. Mấy bà sư cô nó không sao đâu cô, không sao đâu, người có số chú chưa chết rồi kia cứ mượn chở đi, đi nhà đi nàng tới chừng làm giấy tờ không có bài này sao ký. Cái gì tôi không biết, cái chuyện lực gì tôi không hiểu, nhưng mà ý vậy nè, là cái ông chờ hoài ông chịu không nổi, ông tức ông không để tên bà vô. Chứ còn nếu nói ký thì được, là cái diễn viên ký ai cũng được đấy thôi. Ông là luật sư, ông nói tôi là không biết, là mày đặt nói diễn viên. Ví dụ bây giờ ông chờ tôi về, ông cho tôi mà nghĩ cho mình muốn cho ổng mà ổng đi đâu hoài ổng tức không, làm không có tên ông luật sư, ông để tên vô không có ai đi, rồi ông ghét thôi không có bỏ. Thế thì ông mệt quá, ông luật sư vừa bước ra khỏi phòng thì ông này ông mệt, ông mới nhớ tới cái ông lấy thuốc uống bị cái dây nhợ tùm lum gì nè. Nếu bà này về chỉ 5 phút thôi thì mọi chuyện nó chu toàn, nó tới khiến không có của không. Coi như bà ông nhớ tới sao nên nó không tới mà lại nó sụp xuống luôn. Rồi bà vừa chạy vô thì coi như ông chút hơi thở cuối cùng không nói gì được. Rồi tiêu ra với gia tài gì được đâu. Thế gì gia tài đó của hai thằng con. Hai thằng con nó nói má đối với ba mà má còn vậy con đâu cho má. Nó không cho. Rồi cuối cùng thằng con đó, thay vì có trách nhiệm nó không, cứ xách xe đi chùa hoài vậy đó. Đi chùa không hả? Mê chùa vậy thôi, đi chùa. Cho tới về bên tôi bệnh á. Nó đã nói nó bệnh rồi, nó nói má à. Cái bệnh tôi bả cổ dịch lại đó, không có lâu. Bệnh tim mà má bây giờ má mà má nuôi tôi thì tôi chết tôi để gia tài lại cho má. Nó nói vậy đó, gia tài của ba tôi cho má, còn má mà giờ bả chứ như bắt cần tự ái là tại sao ông chồng không để cho mình mà để cho con, bây giờ con để mình tự ái đi về Việt Nam ở chùa tôi lúc đó luôn. Nửa đêm bao nhiêu người điện thoại điện, nửa đêm điện qua nói mẹ chết rồi. Tao nghĩ là gia tài cái gì đâu, nó cuối cùng nó cũng bị gì, cái đó chuyện cá nhân tôi không biết nữa, tôi không đụng tới nữa, nhưng ý tôi nói vậy đó, có nghĩa là phải gia môn bất hại không. Cuối cùng mai là nhà bỏ qua đi lâu, sự thật cũng mua được mấy căn nhà cũ á. Bây giờ bán từ từ rồi bây giờ nghe nó còn căn rồi bán đi, cũng nghe chùa nào đó dụ định mua cái mobile home á. Rồi bán cho bao hôm nhiêu chùa tôi mới nói sáng á, tôi nói gì không, tôi mở cho cô một con đường cuối. Dầu gì cũng mấy mươi năm cô là Phật tử, ít nhiều cô cũng lo cho tôi, dầu ít dầu nhiều tôi không biết, nhưng mà tình nghĩa bây giờ tôi qua tới đây tôi có nhà cửa rồi, cô gần 80 rồi, giờ tôi có một cái lời mời về đây tôi nuôi chứ nào mà cô không nổi nữa thì một là tôi không nuôi nổi thì tôi đẩy vô nét không như mọi người, hai là tôi được nuôi tôi có tiền tắc khe. Bây giờ về đây đi, giờ ông đang làm giấy tờ cho cô. Hồi xưa là bà là y tá chuyên đi lấy máu, lấy máu người ta mà ông nghĩ sướng lắm mà không chịu đi làm. Tôi nói phải chi mà thời đó mấy sư bà thì khuyên cô ơi ráng đi làm đi, về già có tiền hưu cao lắm. Nghe lời người ta 65 tuổi chết, 57 tuổi chết, 65 cũng đâu có được hưởng tiền hưu. Vì vậy mới 58, 59 tuổi nghỉ. Đó là nó như vậy đó, tôi kể nó có đầu có đuôi rồi kết thúc vấn đề. Tôi nói là nghe lời mấy ông thầy mà gọi là mê tín dị đoan, coi không có chết người không. Mà cãi tôi sẽ mắng con xoắn tôi vậy. Thầy không biết, thầy đóng dỗ lắm, không coi ai chết tuổi nào là người đó chết rồi. Tôi nói cô có dôi kia giặt cô không chết, cọp ăn cô không chết, đừng nói cô chết 65.
Đó là giờ 76 đó, rõ ràng 76 đó. Mà không chết. Tự nhiên mắc điện thoại điện hoài không được. Sáng nay sao tôi lầm còn thấy số điện thoại ở Ohio. Thì Ohio thì có mấy Phật tử thôi. Thì tôi nói ô sao số này lạ mà cũng có nghe. Vừa nghe tiếng là tôi biết liền. Tại vì hôm nay tôi đi tìm mà. Hôm nay tôi cũng nghĩ tình nghĩa nói chứ. Tôi ngồi, tôi rớt nước mắt, tôi khóc, tôi nghĩ mình là con người, sống nay chết mai. Và cái xứ lạ quê người này á, đâu phải dễ có tình người đâu, thấy không? Nhất là Phật tử có công với mình hồi xưa nữa. Tại sao mình không truy tìm người ta đó, mà chưa truy tìm được thì có tìm mình nào đó là niềm vui rồi. Là như vậy. Sáng nay nó mới có cái niềm tin vui là chính phủ Hoa Kỳ đó, nó đã mở ra cái chương trình mà chương trình gì EBT5 gì đó. Dạ. Là 800.000 chứ không phải 500 nữa, nghe không? Không phải 750 nữa, chương trình 800.000. Mà không biết có bị ảnh hưởng không thầy? Dạ. Yeah. Tại vì giờ nó không cho một phần người Ukraine qua nữa. Còn biết tại không, vì cái này, cô ta nó có giới hạn thôi. Cái này thứ nhất là bên cái Trung Quốc nó đóng cửa, nó không cho người Trung Quốc qua nữa. Dạ. Yeah. Nó chỉ cho người Việt Nam mà nộp đơn lúc tháng mấy đó. Thì cô đã hoàn tất rồi. Cô làm cho ai? Cho con cô. Không, cô. Cái cơ mà tôi nói Phật tử hôm nay tôi nhắc á. À. Không, tôi không nói tên đây. Vâng. Coi như là luật sư năng cổ là 17.000. Tôi mới nói thôi lỡ đứa này thôi. Đứa sau á, là có gì nhờ ông đang lo. Cổ bây giờ ba đứa con gái, cổ lo là lo tròn. Đứa bên anh, cổ cũng phải lo. Bây giờ đứa này bao nhiêu thì mấy đứa kia cũng như vậy. Đứa bên anh nó có quốc tịch rồi. Thì bên đây á, nó chấp nhận lấy cổ là 800.000 đô la. Và nó giữ cái số tiền này, chính phủ nó cứ giống như mình nói theo Việt Nam là nó quản lý đi. Dạ. Cho mình bên đây á, dạ, là 5 năm. Và cái tiền và cái công của nó mỗi là 65.000 đô. Dạ, đúng rồi. Ừ. Và cái tiền luật sư làm hôm nay giấy tờ là 17.000 đô. Dạ. Nó hoàn tất hết rồi. Thế à? Thì đó bao nhiêu cái niềm vui sáng sớm là tôi thấy được bao nhiêu cái niềm vui vậy. Thế còn cái sư bà linh cảm thể kiếm được không? Thì đó bây giờ cô này với sư bà ở gần nhau. Thế vậy là khi mà cô ấy về thì thầy cũng muốn đi theo về gặp sư không, bà. Cái đó chị sư bà muốn qua đi chơi để sư bà qua. Thế nào qua, bây giờ đây cho cô qua trước đi. Cô qua trước mấy hôm vậy đi rồi coi cái chỗ ăn có ở sao. Sư bà đi không nổi chứ thầy. Không sao, Mỹ mà. Có xe đẩy đẩy. Không mà chắc chắn sư bà khỏe hơn sư bà Bích. À thế cả hả? Ồ, chín mấy tuổi mà còn khỏe vậy đó hả? Dạ, sư bà là 100. Tại vì sư bà hoạt động. Hồi trẻ là tiểu thơ, nhưng mà về già hoạt động. Còn sư bà 100 á, trẻ là cực khổ, mà về già thì lại hưởng thụ. À. Hưởng thụ như là về già có tiền hưu rồi đó. Yeah, yeah. Khi mà qua đây cực khổ mấy năm là có tiền hưu. Còn sư bà này tội lắm, ở cái chùa làm đồ bán để lo cái chùa, tới ông thầy kia về cái ngang tàn của sư bà bỏ về thất thì nhà. Chứ mà nếu mà thầy đã đàng hoàng mà sư bà cũng nói thẳng với thầy đã được như thầy hiện tại thì sư bà không bỏ về, trong khi ở chùa cực lắm, cuốn từ cái chả giò, cuốn từ kia mà khi mà về lấy cái quyền tăng ni đó. Yeah. Ni là phải lựa lợi thường tăng á. Sau sư bà bỏ về nhà cũng làm đồ bán cái có tiền mới mỗi năm đi về Việt Nam làm từ thiện đó. Tội lắm mấy bà. Không, có cái gọi là có nghiệp chùa này, có nghiệp đó thầy ơi. À, tối ngày công quả không? Nói chung nó biết bao nhiêu người đi chùa mà tiêu tan mất tiền mất tật mang. Thì cũng có biết bao nhiêu người đi chùa mà tăng phước báo. Nói thì nó con dao hai lưỡi. Yeah. Nếu đi chùa mà làm phước, bố thí cúng dường mà đúng pháp thì nó tăng trưởng phước lành. Còn ngược lại nó chỉ rịt đường lại cái thôi. Thì nó mất phước lành thôi, không phải như Như sáng tôi giảng như ông Lưu Giả Đế không? Khi mà Lưu Giả Đế gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi có câu nó mất phước lành liền á. Thay vì ông làm bao nhiêu việc là cái phước ông nó quá lớn rồi. Ai làm được với ông?
Nhưng mà khi ông gặp ông hỏi, ông tỏ vẻ ta đây là người ngon lành. Có câu đó xong liền đó. Cho nên mình thấy nó không được thường mà mắt thường đâu. Mà nó ghê lắm. Cho nên đó, tôi bám chiếu, tôi suy nghĩ lắm. Bây giờ mình chịu đi, mình ráng, mình chịu đắng, mình chịu cay, mình chịu khó khăn, mình chịu cực khổ. Thật sự nó không mất đi đâu hết trơn á. Mà chẳng những nó không mất đi đâu mà nó còn có lợi biết bao nhiêu cho mình về sau. Nó thêm tiền lời vô đấy. Nó thêm. Nhớ vậy đó. Còn bây giờ mà mình ngồi đó mà mình hưởng thụ thấy ghê quá. Cho nên đó là lòng của tôi chân thật, tôi nói thật. Thành ra bây giờ vậy đó, nếu Phật tử nào mà thương thì cứ đến, thẳng sàng mình leo không. Giống như vậy đó, là sở dĩ tôi bóc cái vé vậy đó, là tôi muốn tỏ vẻ cái tấm lòng của tôi, chứ thật sự mình cũng còn nghèo. Thì mình bóc đi, rồi quý vị, nhiều khi thử thách. Ra đó thầy, trời ơi, anh đuôi gì. Như cô Sáu bên Cali tôi cũng nói vậy đó, hồi sau hồi đó lúc tôi qua cực khổ, làm để cho có đồng tiền để giữ cái chùa cho tôi làm giấy tờ đó, thì tôi có lời hứa là bất cứ tôi ở đâu, muốn đến giờ phút nào, lời hứa đó mình phải giữ. Giống như mình, người ông vua đó, ta nói một lời nói bốn ngựa khó theo, bốn gì người tu. Thật ra lời nói giống như lúc cái tôi cơ hàng rất giả đó, tôi sợ ơn ai điều gì, tôi hứa ai điều gì là tôi phải giữ cho tròn. Ngoại trừ thí dụ như mình không có điều kiện hoặc gì hoàn cảnh nào đó mình không thể đáp ứng được thì thôi. Bây giờ tôi kể, mình cứ sống đời, tôi nghĩ nó nhân quả nó hay lắm. Mình làm sao mà mình trồng hoa hưởng hoa, có nhiều khi trồng hoa hưởng cỏ. Nhiều khi trồng tưới thì giữ, cuối cùng hoa nó không lên mà cỏ nó mọc đầy cũng có. Nhưng mà đó là do cái nghiệp của mình. Mình trồng hoa hưởng hoa. Ok, tôi con xin phép lại cảm ơn thầy nha. Là hai, bây giờ ông sĩ ông đổ vé máy bay rồi, 22 ông về. Thì bây giờ tắt đi. Không sao, 22 ông về thì bây giờ những cái thức ăn á, thì khi ông về á, là ông đeo là ông phải bỏ, nhớ nhắc nhở là bỏ vô tủ lạnh liền, bị 24 rồi mới về. Mà thức ăn á, cần là muốn ăn tươi á, mà không bỏ tủ lạnh đó, nó hư. 24 rồi về thì 25 phải làm cho nó xong cái mấy cái chuyện lặt vặt để rồi có khách thì 26 xong rồi tới cô Diệu Đức Diệu Nghiêm qua, thì tới ngày thứ hai mấy cô về, thì tới cô này qua thì đưa người kẻ trước lướt người kẻ rồi sao rồi cô này một tay cô về thì còn mấy cụ mới qua nữa đó, thì như vậy 29 tay thì cô bên tắt xịt qua để cây qua giờ nào lúc đó giờ chắc ông chịu khó không đó, cái giờ mượn ai bây giờ thì con đó nó đuôi đó, có chuyện nhỏ đó. Nhưng mà con nhỏ. Khuya quá, con sáu qua tới nửa đêm. Vâng, anh chị hết. Ông không đuôi đâu. Chứ cái vé không có, chứ không phải bốc giờ đó. Dạ, nếu như đi. Mà cái vé mà nó có thì 8-9 giờ chiều. Cô sáu nữa cô nào? Cô Cali tại cái tự sách tồ qua đó, nó bắt buộc phải cái giờ đó. Mấy giờ qua? 11 giờ rưỡi đêm. 11 giờ, dạ. Thì được rồi, 11 giờ con đi. Để coi. Để về đây được 12 giờ. Cho nên phải giải quyết cái máy giặt. Phật tử nữ đông mà không có máy giặt cái kẹt lắm, phải có máy giặt. Rồi. Lại đụng tới tiền nữa, nhiều tiền lại đụng tới, có nói thầy nghe. Đụng tới cái giờ tiền cái đó thầy không biết. Không, nhưng mà mình sống thì nó có. Nhưng mà kệ trong không mà phải dám, nhưng mà có lúc mà nó dồn dập thầy chứ không nổi. Nó dồn thiệt. Thầy không biết đâu. Không kinh sao. Lắm. Nó đấm, nó đá, nó dạp, nó dúi thầy. Ngóc đầu không nổi nghe thầy. Nhưng mà có điều ok. Nó hư một lượt. Để đó con nói thầy nghe đồ okay, nó đông, nó dập kỳ lắm đó. Mai là cái máy nấu, một cái lò nấu á, nó cháy mà nó cháy khúc trên, nhưng nó cháy khúc dưới là tốn nữa rồi đó. Mà không biết sao mà điện chập chàng, điện làm sao. Vô đơn chí con nói ghè vô tùm lum cái gì đúng cái tới nó lúc thời rồi đó thầy. Lúc này là tôi vui lắm, nhiều chuyện này thì kia tôi không, vui thì lắm. Đó, vấn đề quan trọng là thầy vẫn giữ là cái làm bình an như vậy. Đó là cái quý nhất. Chuyện gì nó xảy ra xung quanh nó bình thường, nó vô thường mà. Nhưng mà thầy giữ được cái lòng thầy. Bây giờ thứ hai á, thì kia mấy anh đó làm là tôi phụ xuống giống là vừa rồi, thứ hai bắt đầu. Thứ hai thì con hẹn rồi. Năm nay tình hình như vậy là lạnh lắm. 3 giờ chiều nay có tuyết đấy.
tuyết nhưng mà không nhiều. Con không biết nhưng mà khi mà có tuyết là lạnh lắm. Thì thứ ba nó hết lạnh rồi. Thế à? Thứ ba là ban ngày 60 mấy giờ, ban tối là 40. Yêu cầu từ 40 trở lên thì trồng cây nó không chết. Ừ, chiều đó. Còn ngày mai á, ngày mai chủ nhật á, buổi tối nó xuống còn 2 mấy độ, 23 độ, 22 độ rồi. Này được không? 23, 22 độ là 5 mấy độ Việt Nam. 25 độ Việt Nam. Quá vậy. 25, 6 độ Việt Nam. Ok, nhưng mà sáng mai thầy muốn ăn gì, có mua gì không à? Thầy nói luôn đi. Ăn gì cũng vậy thôi. Thầy đem ăn gì không? Thầy thích ăn gì không? Thế ăn bánh mì không? Con mua mì cho thầy ăn 2 cây nghe. Có mì, ăn mì chơi được. Ăn bánh mì nghe. Được không? Mấy ra chiều quan cháo. Biết là sao? Tối ngày cứ nó bực mình, nó lạnh, nó không làm gì được. Đi ra vô rồi ăn, rồi ngủ, mập. phải kiếm việc làm. Kiếm việc làm. Đi lao dọn nhà cho ta, đi cắt cỏ, đi làm chứ không ăn rồi ra vô nó bực mình lắm. Rồi, thưa bạn, thưa con đi mua bánh mì đi ăn, không cần mua gì phẩm thưa thầy.